Phương Oanh lộ chi tiết sắp sinh quý tử cho Sắc Bình, cộng đồng mạng khẳng định chắc thịt rần rần chúc mừng. Bà xã Sắc Bình, diễn viên Phương Oanh vừa khiến dân tình rần rần khi loạt chi tiết nghi vấn cô đang mang thai quý tử đầu lòng bất ngờ bị bại lộ. Netizen thi nhau tràn vào trang cá nhân gửi lời chúc mừng. Cặp đôi Phương Oanh và Sắc Bình thời gian qua được xem là chủ đề bàn tán sôi nổi mà cả cộng đồng mạng vô cùng quan tâm. Là đôi vợ chồng có chuyện tình sóng gió bậc nhất trong cả năm qua, bị đấu tố qua lại và mang danh giật chồng, Phương Oanh cùng Sắc Bình cuối cùng cũng đã vượt qua hết tất cả để tổ chức lễ ăn hỏi được diễn ra vào cuối tháng 7 vừa qua. Theo đó, từng vướng vào nghi vấn là tiểu tam phá vỡ hạnh phúc gia đình của Sắc Bình cùng vợ cũ là doanh nhân Đào Lan Hương. Chính vì thế, Phương Oanh trong một khoảng thời gian dù yêu Sắc Bình nhưng vẫn bị chỉ trích là kẻ giật chồng, không có nhân cách. Đây cũng là lý do khiến chuyện tình của Phương Oanh và Sắc Bình không nhận được nhiều sự ủng hộ. Sau lễ ăn hỏi thì sắp tới đây cặp đôi cũng chuẩn bị những công tác cho lễ cưới chính thức. Đây được xem là sự kiện trọng đại, minh chứng cho tình yêu của cả hai được nhiều người quan tâm và vô cùng chờ đợi. Bên cạnh thông tin về lễ cưới thì Phương Oanh thời gian gần đây cũng vướng vào nhiều nghi vấn đang mang thai con đầu lòng. Chưa hết, nữ diễn viên thậm chí còn được netizen khẳng định chắc nịch là đang có con trai trong bụng. Điều này đã được chứng minh qua một chi tiết mới đây. Cụ thể, mới đây trên trang cá nhân, Phương Oanh đăng tải món khế và sấu ngâm, hai loại trái cây có vị chua. Điều này khiến dân tình đặt ra nhiều nghi vấn cô đang mang thai con đầu lòng. Việc cô thèm chua cũng làm cho dân tình đồn đoán đó là con trai, là dấu hiệu của những mẹ bầu. Dưới bài đăng, hàng loạt bình luận gửi lời chúc mừng, mong cô sớm công bố tin vui cũng được để lại. Mặc dù bản thân chưa hề lên tiếng xác nhận, nhưng netizen thì lại khẳng định chắc nịch điều này và cho rằng Phương Oanh chắc chắn đang mang thai con đầu lòng cùng Sắc Bình. Nhiều người cũng mong đây sẽ là sự thật, bởi việc có con là một tin vui, càng làm cho cuộc sống gia đình của cặp đôi thêm trọn vẹn, viên mãn hạnh phúc. Trước đó, trong lễ ăn hỏi, Phương Oanh cũng đã từng bị cư dân mạng soi ra chi tiết bất thường. Cụ thể, vòng hai của nữ diễn viên đã có dấu hiệu to rõ rệt. Hơn nữa, cư dân mạng còn nhận ra gương mặt và cơ thể của búp bê có phần tròn trịa hơn bình thường. Đây dường như là những dấu hiệu của một phụ nữ đang mang thai mà Phương Oanh không thể nào qua mắt được công chúng. Chưa hết, Phương Oanh cũng chọn mang giày bệt thay vì giày cao gót mà các cô gái hay mang cùng với tà áo dài cưới. Nhiều người cho rằng có thể nữ diễn viên đang chọn cách bảo vệ an toàn cho con đầu lòng, mang giày bệt sẽ phù hợp hơn với những người đang mang thai. Đây cũng là những chi tiết khiến tin đồn bà xã Sắc Bình cưới chạy bầu càng được kiểm chứng hơn. Trước đó, Sắc Bình cũng từng có một bài đăng gây xôn xao dư luận khi anh cho biết có tin vui, dù không nói ra đó là tin gì, nhưng để sau chuỗi lại mọi dữ kiện, thì netizen đều có chung suy nghĩ là nam doanh nhân đã chính thức có thêm con, sắp đón em bé với vợ mới Phương Oanh. Nói về tình yêu của mình, Sắc Bình cũng không ngại bày tỏ trong lễ ăn hỏi. Khi đến với Oanh, cảm giác như câu chuyện của chúng tôi giống như một bộ phim, cũng tựa như hương vị tình thân. Chúng tôi đến với nhau bắt nguồn từ tình cảm, tình yêu, đặc biệt là tình thân giữa hai đứa với gia đình, bố mẹ, con cái với nhau. Vượt qua chông gai trắc trở thì hai đứa đã đến với nhau. Ngày hôm nay thật sự như phim. Hiện thông tin diễn viên Phương Oanh mang thai con đầu lòng tuy được chia sẻ rộn ràng nhưng tất cả đều nằm trong vòng nghi vấn. Người hâm mộ đang mong chờ một lời lên tiếng chính thức từ phía cặp đôi giải đáp mọi thắc mắc, những thông tin đang được lan truyền những ngày qua.